Xin kính chào quý vị khán giả, chào các bạn, chào các em. Trong buổi bổ trợ kiến thức môn lịch sử hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến đầu năm 1930. Trong cái khoảng thời gian 20 năm này có thể chia thành hai giai đoạn. Một, từ năm 1911 đến năm 1920. Đây là khoảng thời gian diễn ra những hoạt động cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trước hết, chúng ta tìm hiểu cái bối cảnh lịch sử của cái hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Xin các bạn và các em chú ý cho 3 điểm. Một là về bối cảnh thời đại. Đây là lúc mà chủ nghĩa tư bản đã chuyển hẳn từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, tức là chủ nghĩa đế quốc. Những mâu thuẫn trong lòng nó đang phát triển hết sức gay gắt. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc dẫn tới chiến tranh đế quốc. Mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa dẫn tới sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản dẫn đến phong trào công nhân và cách mạng xã hội. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công, giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga và mở ra trước mắt các dân tộc bỉa bức thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập. Đại hội lần thứ 2 của Quốc tế Cộng sản đã thông qua luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Có thể nói đây là một cái thời đại đầy biến động, giúp cho Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm, khảo sát để xác định một cái con đường cứu nước đúng đắn. Điểm thứ hai là về tình hình trong nước. Chúng ta đều biết rằng cái phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta đã diễn ra liên tục và anh dũng ngay từ khi đế quốc Pháp xâm lược nước ta. Sau khi triều đình nhà Nguyễn đã ký các hiệp ước đầu hàng, đó là hiệp ước Armand vào năm 1883 và hiệp ước Paternot vào năm 1884, thì cái vai trò vị trí của giai cấp địa chủ phong kiến trên vũ đài chính trị không còn nữa. Tuy nhiên là cái hệ tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại và tiếp tục được nhân dân chúng ta sử dụng để làm vũ khí chống Pháp. Từ đó mà dấy lên phong trào Cần Vương 1885-1896 với 3 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu là khởi nghĩa Ba Đình của Phạm Bành, Đinh Công Tráng, khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật và khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng. Cùng thời gian này còn diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo và kéo dài thêm 13 năm đầu thế kỷ thứ 20. Sau khi tiếng súng Cần Vương bị dập tắt, hệ tư tưởng phong kiến đã bất lực trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập tự do. Bước sang đầu thế kỷ thứ 20, khi mà giai cấp tư sản Việt Nam chưa ra đời, thì hệ tư tưởng tư sản đã ảnh hưởng vào nước ta. Đó là những tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây qua Tân Thư, Tân Báo được đưa vào Việt Nam. Là ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868, là ảnh hưởng của những tư tưởng cải cách chính trị, văn hóa ở Trung Quốc của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu hồi cuối thế kỷ thứ 19 và ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911. Khi giai cấp tư sản Việt Nam chưa ra đời thì người tiếp thu cái tư tưởng tư sản này chính là các văn thân, sĩ phu, mà điển hình là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, làm dấy lên một phong trào yêu nước chống Pháp sôi nổi với hai xu hướng chủ yếu, đó là bạo động và cải cách. Xu hướng bạo động mà đại biểu là Phan Bội Châu theo cái tư tưởng đó là dựa vào sự giúp đỡ của bên ngoài để tiến hành đấu tranh đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc. Phan Bội Châu đã lập ra Hội Duy Tân năm 1904, tổ chức phong trào Đông Du 1906-1908, nhưng mà việc không thành. Ông về Xiêm nằm chờ thời. Giữa lúc đó, cuộc cách mạng Tân Hợi Trung Quốc bùng nổ và thắng lợi, Phan Bội Châu đã lên đường về Trung Hoa
Tại đây ông đã lập ra Việt Nam Quang Phục Hội vào năm 1912 với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp, giải phóng dân tộc, nhưng rồi cũng không thành công. Năm 1913 ông đã bị bắt. Theo xu hướng cải cách là Phan Châu Trinh, chủ trương của ông là dùng những cải cách về chính trị, kinh tế, văn hóa để làm cho dân giàu, nước mạnh và buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nhân dân Việt Nam. Đi theo xu hướng này có hai trung tâm lớn, đó là ở Trung Kỳ và ở Bắc Kỳ. Ở Trung Kỳ có cuộc vận động chống thuế, cuộc vận động duy tân, hô hào thay đổi phong tục và nếp sống. Ở Bắc Kỳ thì có việc mở trường học mới, giảng dạy và học tập theo những nội dung mới và bằng những phương pháp mới, mà tiêu biểu là trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. Các xu hướng bạo động và cải cách do Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh làm đại biểu rốt cuộc đều bị thất bại. Hai xu hướng này mặc dù có cái sự khác nhau về mặt phương pháp nhưng đều chung một cội nguồn là chủ nghĩa yêu nước, đều nhằm mục tiêu cứu nước và đều diễn ra với sự chi phối của hệ tư tưởng tư sản. Thất bại của những cái phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 cùng với cái thất bại trước đó của những phong trào yêu nước cuối thế kỷ thứ 19 đã đưa đất nước ta lâm vào một tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng. Tình hình ấy đặt ra một yêu cầu bức thiết là phải tìm một con đường mới. Trong bối cảnh đó thì Nguyễn Ái Quốc đã hiện lên như một nhân vật lịch sử, người sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước, trên một cái mảnh đất có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. Người tận mắt được chứng kiến các phong trào cứu nước của ông cha và nhận thấy những hạn chế trong các phong trào đó. Trong các hoạt động của Phan Bội Châu thì Nguyễn Ái Quốc thấy rằng làm như vậy chẳng khác gì đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Cách làm của Phan Châu Trinh cũng chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương. Còn như Hoàng Hoa Thám thì có phần thực tế hơn, song vẫn mang nặng cốt cách phong kiến. Chính bởi vậy, một mặt hết sức khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng Nguyễn Ái Quốc lại không tán thành những con đường của họ và người đã quyết tâm ra đi tìm một con đường mới. Chính cái thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị sắc bén đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc có thể nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn để xác định một con đường cứu nước đúng đắn. Vào năm 1911, Nguyễn Ái Quốc rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý. Những năm 1911-1916, người đã vượt qua các đại dương, đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục và quốc gia trên thế giới, kể cả các nước tư bản và các nước thuộc địa. Đặc biệt là ở ba nước tư bản phát triển, đó là Anh, Pháp và Mỹ. Ở đâu, người cũng kết hợp việc tìm hiểu lý luận và xem xét thực tiễn. Từ trong cái thực tiễn sinh động của lịch sử nhân loại, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy những cuộc cách mạng tư sản như cách mạng tư sản Pháp hay cách mạng tư sản Mỹ là những cuộc cách mạng chưa đến nơi bởi vì quần chúng công nông vẫn đói khổ. Người cũng rút ra một kết luận quan trọng, đó là chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng tàn ác và đều là kẻ thù của các dân tộc. Còn nhân dân lao động thì ở đâu cũng đói khổ và đều là bạn của nhân dân Việt Nam. Kết luận đó là một sự tổng kết khoa học, xác định rõ bạn và thù của cách mạng nước ta trên phạm vi thế giới. Đó là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược mà trước Nguyễn Ái Quốc chưa có nhà yêu nước nào phát hiện ra. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công. Đây cũng là lúc mà Nguyễn Ái Quốc đã rời London về Paris. Tuy chưa có điều kiện tìm hiểu sâu sắc về cuộc cách mạng này, nhưng Nguyễn Ái Quốc đã có được một ấn tượng tốt đẹp về sự quật khởi vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga. Đó chính là cái cơ sở về tư tưởng và tình cảm để sau này hướng theo tiếng súng của cách mạng tháng 10, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Năm 1918, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp. Người đã tham gia
thành lập Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước tại Pháp với cơ quan tuyên truyền, đó là tờ báo Việt Nam Hồn. Trong thời gian ở đây, người đã tham gia Đảng Xã Hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Vào tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc luận cương của Lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Khi đọc luận cương, người thấy tin tưởng, sáng tỏ và cảm động. Người khẳng định rằng đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta. Bản luận cương này đã giúp cho Nguyễn Ái Quốc sớm xác định được cái con đường giải phóng dân tộc theo con đường của cách mạng vô sản. Vào tháng 12 năm 1920, tại đại hội Tours của Đảng Xã Hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế thứ ba, đồng thời tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một chiến sĩ cộng sản, một nhà yêu nước và đồng thời là một chiến sĩ cộng sản. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Việc bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin và xác định con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản là một công lao hết sức to lớn của Nguyễn Ái Quốc. Với sự kiện này, Nguyễn Ái Quốc chính là người có công mở đường để giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Khoảng thời gian thứ hai là từ năm 1921 cho đến năm 1930. Đây là khoảng thời gian Nguyễn Ái Quốc tiến hành việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị và tổ chức để tiến tới thành lập một chính đảng cách mạng ở Việt Nam. Những năm 1919-1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Pháp mà chủ yếu là Paris. Tại đây, người đã tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa năm 1921. Người là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Le Paria là cơ quan ngôn luận của hội. Người đã tích cực viết bài cho báo Người cùng khổ của Hội Liên hiệp thuộc địa, báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp và báo Đời sống công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp. Đặc biệt, người đã viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Cho tới năm 1925 thì tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên tại Paris. Cùng với việc hoạt động trong Hội Liên hiệp thuộc địa, trong Đảng Cộng sản Pháp và viết bài cho các báo chí ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tuyên truyền lý luận cách mạng về trong nước. Người đã tập hợp những thủy thủ người Việt Nam làm việc trên hai hãng tàu biển 5 sao và đầu ngựa để bí mật đưa sách báo tiến bộ vào nước ta. Từ năm 1923 đến năm 1924 thì Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô mà chủ yếu là Moscow. Cuối năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Liên Xô để dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. Người đến Moscow giữa lúc Lenin ốm nặng và qua đời. Và thay mặt những nhà cách mạng thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tới viếng và vĩnh biệt Lenin, tỏ lòng biết ơn vô hạn vị lãnh tụ của giai cấp công nhân và các dân tộc bỉa bức trên thế giới. Trong thời gian ở Moscow, Nguyễn Ái Quốc đã vào học trường Đại học Phương Đông, nơi dành riêng để đào tạo cán bộ cho các nước thuộc địa. Đây là một trường học của quốc tế cộng sản. Người cũng tham gia công tác trong bộ Phương Đông của quốc tế cộng sản. Đồng thời dành nhiều thời gian để khảo sát thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Xô Viết và tìm hiểu công tác xây dựng Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô, người đã viết nhiều bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, cho tạp chí Thư tín quốc tế của quốc tế cộng sản. Người đã tham dự một số hội nghị và đại hội quốc tế như Hội nghị Quốc tế Công nhân, Hội nghị Quốc tế Nông dân và đặc biệt là đại hội lần thứ 5 của quốc tế cộng sản. Ở những diễn đàn quốc tế này, Nguyễn Ái Quốc đã trình bày một số tham luận khẳng định vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa, đồng thời chỉ ra sự cần thiết
phải tuyên truyền lý luận cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa. Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc vẫn quan tâm củng cố đường dây liên lạc từ Pháp về nước. Đồng thời, người đã thiết lập một đường dây mới bắt đầu từ hải cảng Vladivostok nhằm tăng cường đưa sách báo cách mạng về Việt Nam. Khoảng thời gian tiếp theo là từ năm 1924 đến năm 1929. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã rời Moscow về Quảng Châu. Và tại đây, người đã trực tiếp tuyên truyền lý luận cách mạng và đồng thời bắt tay vào việc chuẩn bị điều kiện về mặt tổ chức cho sự ra đời một chính đảng cách mạng ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với Tâm Tâm Xã, là một tổ chức yêu nước của thanh niên Việt Nam, thành lập từ năm 1923. Và người nhận thấy rằng họ không hiểu gì về lý luận, lại càng không biết việc tổ chức. Vì thế, người đã quyết định thành lập một tổ chức mới. Người lựa chọn những phần tử tiên tiến trong Tâm Tâm Xã để thành lập một nhóm trung kiên lấy tên là Cộng sản đoàn vào tháng 2 năm 1925. Và trên cơ sở đó, người đã sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6 năm 1925. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chưa phải là một đảng cộng sản, nhưng cũng không phải là một tổ chức yêu nước kiểu cũ. Đây là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, là một cái tổ chức quá độ để tiến lên thành lập Đảng Cộng sản. Tổ chức đó hết sức vừa tầm với trình độ giác ngộ của thanh niên yêu nước Việt Nam thời bấy giờ. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập đã mau chóng phát triển cơ sở về trong nước. Và cái hệ thống tổ chức của nó được xây dựng hết sức chặt chẽ, từ cơ quan lãnh đạo cao nhất là tổng bộ xuống kỳ bộ, tỉnh bộ, và cuối cùng là đến cái tổ chức cơ sở, đó là chi bộ. Thông qua Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu. Người đã tập hợp những thanh niên trí thức yêu nước từ trong nước ra, đem lý luận cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh bồi dưỡng cho họ, đào tạo họ thành những người cốt cán, rồi tiếp tục trở về nước hoạt động. Trong khoảng thời gian từ năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã đào tạo được 75 người. Một số ít đã được gửi đi học tập tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moscow. Một số khác được gửi vào học trường quân sự Hoàng Phố. Còn về phần lớn, sau khi đã tiếp thu lý luận cách mạng thì họ trở về nước để tuyên truyền lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân. Đặc biệt là vào năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương vô sản hóa, đưa các thành viên của mình đi vào các nhà máy, đồn điền, hầm mỏ ở trong nước để tuyên truyền lý luận cách mạng và phát triển hệ thống tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Và làm cho tổ chức này ngày càng phát triển mạnh, đến năm 1929 đã có khoảng 1.700 hội viên. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong những lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu 1925-1927 đã được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản thành sách lấy tên là tác phẩm Đường Cách mạng. Trong những năm 1928-1929, Nguyễn Ái Quốc còn hoạt động ở Siem, tức là Thái Lan. Ở đây, người đã tích cực tổ chức và tuyên truyền lý luận cách mạng trong Việt Kiều yêu nước. Trong cái quá trình phát triển của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của phong trào công nhân, đến năm 1929, thì cái làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam đã phát triển hết sức mạnh mẽ. Và nó đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản. Đó là yêu cầu khách quan của lịch sử. Nó tác động vào những tổ chức tiền cộng sản như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng, dẫn đến cái sự phân hóa tích cực và hình thành nên ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Chịu ảnh hưởng của cái phong trào cách mạng ngày một lên cao, những phần tử ưu tú trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã
thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội vào thời điểm tháng 3 năm 1929. Và tiếp đó thì đoàn đại biểu Bắc Kỳ được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng đi dự đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phải đấu tranh để thành lập một đảng cộng sản. Tháng 5 năm 1929, đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp tại Quảng Châu. Tại đại hội này, đoàn đại biểu Bắc Kỳ do Ngô Gia Tự dẫn đầu đã kiên quyết đấu tranh đòi phải thành lập ngay một đảng cộng sản. Tuy nhiên, những đại biểu khác thì cho rằng cái việc thành lập đảng cộng sản cần có thêm thời gian chuẩn bị. Chính bởi thế mà yêu cầu của đoàn đại biểu Bắc Kỳ không được đại hội chấp thuận. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ đã rút khỏi đại hội về nước và đến tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng đã ra đời, ra tuyên ngôn chính cương, phát truyền đơn kêu gọi quần chúng đấu tranh. Sau đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thì các đại biểu về nước đã thấy Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời và hoạt động. Những phần tử ưu tú trong cơ quan tổng bộ và ở kỳ bộ Nam Kỳ đã lập ra một tổ chức cộng sản thứ hai, đó là An Nam Cộng sản Đảng, và cái cơ sở chủ yếu của tổ chức này là ở Nam Kỳ. Trong khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có sự phân hóa thì Tân Việt Cách mạng Đảng trước cái yêu cầu của phong trào cách mạng cũng có sự chuyển hóa tích cực. Những phần tử tiên tiến đã tích cực chuẩn bị và đến tháng 9 năm 1929 họ công bố một bản tuyên đạt, trong đó có nêu rõ chúng tôi đã chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn có dự kiến sẽ tổ chức một đại hội vào tháng 1 năm 1930 để công bố về sự thành lập của tổ chức này. Tuy nhiên là trên đường đi dự đại hội thì tất cả các đại biểu đều sa vào tay giặc, vì thế mà đại hội này không được triệu tập. Mặc dù vậy thì Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã ra đời từ tháng 9 năm 1929 vẫn tiếp tục hoạt động. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản có tác dụng tích cực, đó là làm cho phong trào cách mạng phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức này cũng gây nên những ảnh hưởng không có lợi đối với phong trào cách mạng, bởi vì nó làm cho lực lượng và sức mạnh của cách mạng bị phân tán. Điều đó không phù hợp với lợi ích của cách mạng, đồng thời cũng không phù hợp với nguyên tắc tổ chức của một đảng cộng sản. Yêu cầu của sự phát triển cách mạng là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng. Tuy nhiên, ba tổ chức cộng sản này lại không thể thống nhất được với nhau. Sự chia rẽ giữa họ ngày càng sâu sắc. Nếu kéo dài tình trạng đó sẽ là một nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam. Trong tình hình hết sức khẩn trương đó thì Nguyễn Quốc đang hoạt động ở Xiêm, thì một đồng chí từ Hồng Kông đến và thông báo cho người biết về sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản. Đây là lúc Nguyễn Quốc đã hai lần tìm đường về nước theo đường bộ nhưng không thành công, bởi vì ở biên giới cảnh sát canh gác hết sức nghiêm mật. Nhận được tin tức nói trên, Nguyễn Quốc đã rời Hồng Kông bằng đường biển và đến tháng 12 năm 1929, người đã có mặt tại Hồng Kông để triệu tập hội nghị thành lập đảng. Cũng cần phải nói thêm rằng, vào cuối tháng 12 năm 1929, thì Quốc tế Cộng sản có thông qua một nghị quyết, một văn kiện quan trọng có tên là gửi những người Cộng sản Đông Dương. Trong văn kiện này, Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập ở Đông Dương một đảng cộng sản và chỉ công nhận một đảng ấy là chi bộ của mình mà thôi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, kể cả bản thân Nguyễn Quốc và những người Cộng sản Đông Dương chưa có người nào tiếp được nghị quyết nói trên của Quốc tế Cộng sản. Với tinh thần chủ động và tích cực, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại biểu của hai nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để họp hội nghị hợp nhất. Hội nghị bắt đầu họp ngày 6 tháng 1 năm 1930
và đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 thì các đại biểu về nước. Tại hội nghị này, với uy tín tuyệt đối, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất được các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã soạn thảo ra Chính cương văn tắt, Sách lược văn tắt, những văn kiện này hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta và đã được hội nghị thành lập Đảng thông qua. Đó là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Độc lập tự do chính là cái tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Sau hội nghị, Nguyễn Ái Quốc còn viết lời kêu gọi quần chúng hãy tham gia Đảng, ủng hộ Đảng và đứng dưới ngọn cờ đấu tranh cách mạng của Đảng. Như vậy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ là người có công đầu trong việc xây dựng và truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị cũng như là điều kiện về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là người có vai trò quyết định đối với sự thành công của hội nghị thành lập Đảng. Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đó chính là sản phẩm của sự kết hợp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam với lý luận cách mạng khoa học của thời đại, mà trọng tâm của nó là lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt cái tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ thứ 20, đã đưa cách mạng Việt Nam bước lên một con đường mới, đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã làm cho cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, đồng thời cũng là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác. Như Hồ Chí Minh nói, Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Ở vào thời điểm mang tính bước ngoặt của lịch sử, thì sự xuất hiện của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là sự xuất hiện của một lãnh tụ. Chính bởi thế mà có thể khẳng định rằng Hồ Chí Minh chính là hình ảnh tượng trưng cho bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam. Quý vị và các em thân mến, buổi bổ trợ kiến thức của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị, tạm biệt các em.